Dạ vâng, và chào mừng quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, và kính thưa các bác, trước mặt các bác đây đang là đôi chatbot. Đôi chatbot, và theo như sự yêu cầu của bác Lại Văn Hòa. Bác Lại Văn Hòa ở phường, ở tổ 1, phường Thanh Tuyền, phủ Lý Hà Nam. Thì bác ấy có đặt bên em đôi chatbot sách tay của Mỹ, và bác ấy đã yêu cầu bên em là test cẩn thận cho bác ấy. Và bây giờ em test hàng và em đóng hàng gửi cho bác ấy, và em làm luôn video để test hàng gửi cho bác ấy luôn. Vâng, và bây giờ em xin kính mời các bác cùng nghe một đoạn nhạc từ dòng loa chép Boss sách tay Mỹ này. Bây giờ em đã tháo đôi chatbot ra. Vâng, và đây là cận cảnh của đôi loa chatbot Make in USA. Và đây là số series sản xuất. Vâng, và các bác cũng có thể nhìn thấy hai tụ điện và một cuộn cảm rất là lớn ở đây. Hệ thống chống cháy cực kỳ là tốt, và tất cả được thiết kế cực kỳ là tinh xảo. Được thiết kế một siêu chép. Siêu chép này màng giấy các bác nhá. Chép màng giấy. Đánh rất là hay. Rất là mềm mượt. Đánh những giải trên 16k cực kỳ mềm mượt. Vâng, và bây giờ em xin phép các bác em lại tiếp tục em cắm đôi loa chép này vào cho các bác nghe cùng nghe. Hãy
Vâng, và em đã hôm nay em đã test thử đôi loa chatbot này rồi, và bây giờ em test lại cho bác Hòa thôi. Đấy, bây giờ em test lại và em lên video cho bác Hòa thôi. Và với dòng chatbot này thì bên em đang bán với giá là 750.000 đồng bao ship toàn quốc. Thì các bác mọi vấn đề về sản phẩm thì các bác vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình, hoặc các bác có thể để lại số điện thoại, bên em có thể tư vấn cho các bác một cách trực tiếp và một cách nhanh nhất được. Vâng, và bây giờ em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác. Em xin chúc bác Hòa và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, đạt được những gì mà mình mong muốn, và em cũng chúc toàn thể các bác luôn luôn mạnh khỏe, có sức khỏe là có tất cả, và luôn luôn đạt được nhiều thành công, nhiều ước mơ trong cuộc sống. Em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ạ.